cho các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Diệp Tổ Tân. Diễn viên Diệp Tổ Tân sinh vào ngày 8 tháng 7 năm 1984 là một nam diễn viên người Trung Quốc đến từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Diệp Tổ Tân đã tốt nghiệp Học viện Vũ đạo Hoàng Châu và sau đó là trường đào tạo kỹ năng diễn xuất Trung Bắc Anh Hoàng. Từng xuất hiện trong nhiều bộ phim đình đám như Tân Bạch Phát Ma Nữ, Hoạt Phật Tế Công phần 2 và phần 3 Dương Quý Phi Bí Sử. Nhưng anh chỉ được người hâm mộ chú ý khi tham gia vào vai diễn Thập Gia trong bộ phim về đề tài Cổ Đại Xuyên Không, Bộ Kinh Tâm và vai Phạm Đại Đồng trong bộ phim hài tình cảm Vì Sự Sắc Sảo. Một số bộ phim mà Diệp Tổ Tân đã tham gia: phim điện ảnh năm 2007 Hán Thái Úy Dương Chấn trong vai Hán Anh Đế, Lận Sắc Nam Hữu trong vai Bạch Hoa. Phim truyền hình năm 2003 Tình Đoạn Bến Thượng Hải trong vai Tôn Vĩ, năm 2005 Bạch Sắc Tình Nhân Mộng trong vai Tả Bí Thư, Phương Đức và Miêu Thúy Hoa trong vai Phương Thế Ngọc, Đại Thanh Hậu Cung trong vai Hoàng Đế Ung Chính, năm 2006 Hoàng Thượng Nhị Đại Gia trong vai Triệu Kim Sơn, Tứ Khử Hoạt Lai trong vai Phàn Đào, năm 2008 Phụ Thân Đích Chiến Tranh trong vai Bành Long, năm 2009 Dương Quý Phi Bí Sử trong vai Vi Kiên, Đại Quản Gia trong vai Lý Phục Tù, năm 2010 Nội Tuyến trong vai Tô Tử Đồng, Đô Quyến Đích Nữ Nhi trong vai Tiểu Ngô, năm 2011 Hoạt Phật Tế Công phần 2 trong vai Tất Thành, Đại Đường Nữ Tuần Án trong vai Âu Dương, Bộ Kinh Tâm trong vai Ái Tân Giác La Dận Tề, Quái Hiệp Âu Dương Đức trong vai Thuần Bối Lặc, năm 2012 Hoạt Phật Tế Công phần 3 trong vai Tất Thành, Tân Bạch Phát Ma Nữ trong vai Tân Long Tử, Thác Điểm Uyên Ương trong vai Lãnh Cường, năm 2013 Tùy Đường Anh Hùng phần 2 trong vai Bùi Hành Nhiễm, Hướng Trước Thắng Lợi Tân Tiến, năm 2014 Tùy Đường Anh Hùng phần 3, Tùy Đường Anh Hùng phần 4 trong vai Tiết Đình Sơn, Bộ Kinh Tâm trong vai Kiệt Khắc, Vì Sư Sắc Xảo trong vai Phạm Đại Đồng, Hoan Thiên Hỷ Địa Tiểu Oan Gia trong vai Cao Phú Xuất, Bất Khả Tư Nghịch Đích Hạ Thiên, Thuyết Hảo Đích Hạnh Phúc trong vai Hứa Nặc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.